Xin chào quý vị và các bạn trở lại với tin mới 24 giờ. Và nội dung chương trình video ngày hôm nay thì chương trình chia sẻ đến quý vị và các bạn một số hình ảnh cũng như vị trí của một dự án đẳng cấp tại trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dự án Grand Marina Sài Gòn. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn xem nha. Trên màn ảnh quý vị và các bạn đang xem, đó là cảng Ba Son đóng tàu xưa kia. Nay thay vào đó là một dự án công trình đồ sộ, mang một hình ảnh dáng dấp đẳng cấp. Đó là một dự án mang tên Grand Marina Sài Gòn, nằm ngay mặt tiền Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là những hình ảnh mới nhất của ngày hôm nay, thì cho thấy dự án đang hoạt động rất tốt. Và sau đây chương trình sơ lược về thông tin của dự án này nhé. Grand Marina Sài Gòn là một dự án của chủ đầu tư Matcherai Home kết hợp cùng đơn vị quản lý khách sạn Marriott. Khi hoàn thành, đây là khu căn hộ hàng hiệu Marriott lớn nhất thế giới đầu tiên có tại Việt Nam. Dự án nằm trong khu đô thị Ba Son tại địa điểm số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được coi là vị trí kim cương bởi nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Grand Marina Sài Gòn sở hữu hai mặt tiền đường, đó là đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Hữu Cảnh, và một mặt giáp sông Sài Gòn. Nơi đây hiện đang triển khai thành trung tâm kết nối đa chiều với các dự án giao thông quan trọng. Grand Marina Sài Gòn sẽ nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 2, tuyến metro số 1, ga Ba Son, gần bến Du Thuyền quận Nhất. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 10 hecta với mật độ xây dựng chỉ chiếm 45,9%. Grand Marina Sài Gòn có quy mô 2 tòa tháp cao 47 tầng, 1 tòa cao 36 tầng và riêng một tòa trung tâm thương mại cao 60 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ được bàn giao full nội thất cùng với các dịch vụ tiện ích, hồ bơi miễn phí dài nhất tại khu vực, sân thể thao đa cấp, sân tập golf, sân quần vợt, phòng tập yoga, phòng gym, phòng chiếu phim, phòng hội nghị, khu chơi cho trẻ em. Và kết thúc thông tin này, xin chúc cho chủ đầu tư và tất cả đơn vị thi công Grand Marina Sài Gòn và đạt được nhiều thành công mới nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Xin hẹn quý vị và các bạn lại những thông tin tiếp theo. Và quý vị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để nhận tiếp theo những thông tin và hình ảnh mới nhất nha.